có nhiều bác hỏi em là thái da trâu thế nào. Đấy thì em thái da trâu thế này. Đây, em cuốn cái băng này vào đây nhé. Cuốn cái băng này vào để đỡ phải tì vào đây, đỡ mòn cái ấy thôi, mòn ngón tay thôi chứ không phải đứt sứt tay đâu. Em thái da trâu thế này. Nhiều bác bảo là thái da trâu thế nào, đây là thái da trâu gì nữa. Chứ bảo máy đâu, máy người. Tóc thái da trâu tại sao thái được như thế này thì còn lâu em mới nói nhá, còn thái da trâu là thái thế này. Thái như thái cỏ mà, thái như thái rau có gì đâu, cứ bảo da trâu thái cỏ. Trời này oi quá. Nhiều bác hỏi là em có những cái thứ da trâu chân không, hỏi là thái da trâu thế nào, làm nào để thái. Các bác thích thái các bác thái được mà. Như em này, em thái khoảng tầm 30 cân đến 40 cân hai bộ da trâu một buổi. Này tì cái này vào ấy, buộc cái này vào thực ra là để mà lấn sức tay, còn tay bình thường luôn. Nó đè vào này để con dao tì vào đỡ đau. Thái như thái thịt ba chỉ. Các bác xem xong các bác về các bác làm thử nhé. Bây giờ chờ các bác làm thử. Hay biết đấy. Đây cái chỗ này là 20 cân này. Thế nào trong vòng tầm 3 tiếng xong. 3 tiếng thế là còn nghỉ ngơi, em chơi chán thế làm cần lực thì các bạn tiếp hai quạt. Phải hai quạt chưa ạ? Đấy, kiếm tiền đâu đơn giản đâu. Họ nhìn thấy dễ ăn như thế. Đây, đang úi, đang quay nhá. Nhìn thấy không? Đấy. Quá dễ đúng không? Đấy, các bạn nhìn dễ không? Có gì đâu? Quá dễ luôn. Như thái rau lờ. Giờ này mình tơi còn thái dễ hơn, thái mướp còn dễ hơn đấy. À còn khó hơn đấy. Này, tảng được tảng này, thấy không? Thôi, em xử lý cái này đã. Cái ống to ở đâu kìa? Ống to cái đuôi. Nhiều bác cứ hỏi em mà là thái ra trâu kiểu gì? Đấy, nếu mà thái không biết thái cứ như này đấy. Đấy. Đây là một tảng da trâu nhá. Em vừa xử lý xong. Giờ em sắp thành cái đường nó băng, đường băng nó bằng nhau đấy thôi. Đấy, đây một đường này. Đập đây. Có gì đâu. Cho nên là các bác cứ ủng hộ em đi. Chỉ cần thưởng thức thôi. Còn các bác hỏi nhiều thì em muốn nói lắm nhưng mà đấy, hôm nay em cho các bác xem, các bác biết thái da trâu dễ không. Đây, đấy, vừa làm thôi, lật xuống. Đấy, thấy không? Quá dễ luôn. Ừ, thấy không? Nhanh hơn máy luôn. Nhiều bác cứ hỏi em bảo là lấy máy, em bảo lấy máy làm gì? Chẳng qua ba nụ đẻ ra mỗi mình em, chứ đẻ ra ba thằng như em thái còn nhanh gấp 10 lần cái máy. Không, để không? Để ông tắp luôn nha. Đấy, thấy chưa? Thế là việc các bác về, các bác chỉ có việc xào. Thế là dùng thôi. Gì đâu? Có vất vả là gì? Có ăn đây. Đấy, là vừa cái gì rồi? Cổ đấy. Cổ ra đấy, không gì ăn đâu. Độ mỏng đảm bảo đấy. Độ mỏng đảm bảo chưa? Đấy. Lúc nãy là em dùng cái con dao bên kia nhá. Đây đang thử cho này em nó thử đấy. Đây em đổ con dao khác này. Mỏi tay lắm. Đấy em vẫn tay thế đấy, có gì đâu. Đấy, con dao nào như con dao nào này. Mới tung nốt con dao kia lên cho anh Thái rồi xem. Kể cả cái con dao bên này luôn nhá. Đấy, con dao này.
con này là con dao, con này có thể nó sẽ khó hơn tí, nhưng mà đấy con này sẽ chậm hơn tí vì nó bản nó hơi dài ở mặt thôi. Con này khó hơn, con hơi cùn nữa. Đấy đó. Đấy, các bác mà 10 phút được bằng này. Hả? 10 phút được bằng này. Mới học nghề. Mới học nghề. Thầy phép đấy, đùa đâu rồi. Đầu tiên nó bảo là chắc là đại con dao của anh đấy, đổi lại mất hết lắm à. Bây giờ con kia cùn con này sắc hơn. Đấy, sản phẩm của bác dùng đấy nhá, rất đẹp luôn, đều tăm tắp luôn, miếng nào ra mình đấy luôn, thái tay nhá, thái thủ công đấy. Nếu mà giống kiểu hàng mây che đan thì cái này nó là thủ công mỹ nghệ, nó đắt phết đấy, đùa đâu. Bố lấy ghế xuống dưới kia. Anh lấy xuống lấy một cái. À đấy, đi xuống lấy đi, lấy luôn con dao kia lên. À phải lấy rồi. Đi ra. Đi xuống lấy, xuống lấy cái ghế. Tôm ơi. Tôm ơi ăn. Cho nên là nói vậy thôi, nhưng mà để nó thành phẩm hút chân không thì nó cả một quá trình, cho nên là các bác dùng cái sản phẩm da trâu này ấy, trong đấy là toàn bộ tâm huyết của em nằm trong đấy đấy. Không đơn giản tí nào đâu. Mấy ngày kinh nữa. Không phải là cứ đặt tay cầm cái dao là nó thái được, dùng sức đè cả người luôn rồi đấy. Là có những cái chất nhầy nhầy dính ở đây này, đấy lúc mình phải rửa đi, rửa con dao đi đấy thì nó sẽ thái dễ hơn. Nhưng mà đây là cái kinh nghiệm thôi, này các bác thái mà các bác muốn dùng lượng nhỏ đấy, các bác dùng ở nhà các bác làm được một hai một thỏi 5-6 vạn. Các bạn người lấy gì quan đi ghế mẹ nhanh lên. Mày không thưa để mày quát cho là lên 6 hết rồi. Nổi tiếng trên mạng hết đấy Tôm ạ. Chơi nó Tôm về. Thế nên là bác nào mà cứ hỏi em là thái da trâu thế nào nhá. Thái da trâu thế nào là thái da trâu thế này. Thế nào là thế này. Đấy. Để coi là tốc độ với lại trong cái kiểu thái nó như thế nào thôi. Chứ còn... Nghiệp dư thì... đĩa da trâu thái chắc mất tầm 20 phút. 20 phút được năm lạng. Nhiều dư làm gì đấy, không làm gì được. 20 phút năm lạng. Năm lạng thì bây giờ da trâu là 70 hoặc là 35 nghìn đi, trong 20 phút xào ra vị. Mỏi phết đấy, đừng giả đâu, còn chưa tính sơ chế nhá. Tất cả loại sơ chế hút chân không. Thực ra nói vậy rồi nhìn vậy. Sản phẩm nó nhìn rất đơn giản thế thôi, nhưng đây là cái gọi là truyền thống của người Tài, Tài Tân Nam nhá. Cái Tài là chỉ thái không được đâu, mặc dù em ở này chỉ thật, nhưng mà đây là đúng nguyên bản nguyên tắc từ khâu sơ chế đến lúc bắt đầu thái như này là theo phong cách của Tài Tân Nam, Quang Bình, Hà Giang nhá. Gốc Tân Nam đây không thái được. Đây là thái da trâu.